trời ơi, làm cầu 60 con banh, nhìn anh trai đi tiến thẳng lên sân khấu, thấy không? Đẹp trai không? Mà người ta đi với bồ người ta nữa, thấy không? Người ta nói là đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Trời ơi, thấy không? Làm cái tóc này, thấy không? Tóc con sâu nó quắn quắn là trời chết anh rồi. Anh chết anh rồi ơi. Ôi, 12. Mày chết thiệt.
Cho nên để đảm bảo tính công bằng, thay mặt cho bóng đoàn, tôi xin trân trọng kính mời một vị khán giả sẽ tiến thẳng lên sân khấu kiểm tra những con banh dùm cho tụi em. Phần qua xem tặng cho quý vị khán giả là 2 tấm lá vé cho vòng loại sau. Và ai có thiệt rồi, em mời anh trai tiến thẳng lên sân khấu giúp cho em kiểm tra những con banh nha. Quý vị mình ơi, ở phía bên dưới quý vị mình khoan hết vội xuống vào lá vé. Những tấm lá vé nào không may mắn thì quý vị mình có thể lật ra phía bên sau. Quý vị mình ghi họ và tên cũng như là số điện thoại để cuối chương trình chúng ta được tham gia tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với những phong bao lì xì vô cùng hấp dẫn nha quý vị ha. Rồi, vị chủ nhân may mắn trong vòng loại này tiến thẳng lên sân khấu giùm em để em kiểm tra lá cờ bên trên. Dạ. Rồi, hai tráng sĩ tươi xanh. Và kính thưa quý vị, mã vòng loại là 1716. Qua tổng hợp lệ với 4 con số như sau: 59, 36, 29 và con số 7. Số 7, 29, 36, 59 qua tổng hợp lệ vị chủ nhân may mắn tiếp theo. Dạ rồi, 1756 qua tổng hợp lệ 59, 36, 29, số 7. Vâng, số 7, 29, 36, 59 viết mã vòng loại 1756 qua tổng hợp lệ. Cảm ơn anh trai. Anh trai tiến thẳng qua đây nhận giúp em 2 tấm vé cho vòng loại sau nha. Hai anh trai kinh trùng trong vòng loại đặc biệt. Tuy nhiên vàng nó chỉ có một chiếc, không thể nào dùng kéo cắt hay làm đôi được. Hỏng mấy bây giờ hai anh lấy nhau đi rồi mình về mình lấy cái chiếc nhẫn đó mình cầu hôn nhau luôn được không? Được không? Được ha. Sao? À, ảnh nói là có bạn ở dưới trời hồi nó ghen. Đúng rồi, một hồi người ta lấy mạng mày. Rồi vậy thôi, em không muốn là làm mà ảnh hưởng tới gia đình của anh. Thì thôi, mời hai anh tiến tới lòng cầu quay quay số giùm em. Ai số lớn hơn sẽ nhận về cho mình 5 phân vàng. Còn ai số nhỏ hơn sẽ nhận về 3 ký thịt từ bé Tư. Dạ, để về mình làm thịt kho tàu nha. Rồi, hai anh trai tiến thẳng tới lòng cầu quay quay số giùm em. Mỗi người một cái banh. Vâng, thưa quý vị, ở phía bên dưới những người đẹp vẫn đang chào mời với vòng loại tiếp theo là 10.000 đồng. Hy vọng là quý vị mình chúng ta thương tình ủng hộ quý vị ha. Và còn ở phía sau chương trình sẽ còn rất là nhiều tiết mục rất là hay để phục vụ cho quý vị. Rồi, em kiểm tra cho anh trai con số may mắn luôn. Bên đó con số mấy chị ơi? Bên này con số 0. 0. Ủa, trong lòng cầu đó có số 0 đâu má. À, số 0 ở một cái hàng nào đó. À, số 0 ở một hàng nào đó. Có thể là hàng chục, có thể là 01, cũng có thể là 60, hoặc có khi là số mấy. Ủa, chị bật mí một câu là để em đó. Chị nói đi, chị nói đi. Bên số em số 0 đó. Số 0, bên em số 1. Số 1, hàng mấy? Ngu gì nói má. Tại tụi ta nói là còn gì hấp dẫn nữa. Rồi, số mấy, thui sổ dây. 40. 40, trời ơi. Lòng cầu 60 con banh. Nhìn anh trai đi tiến thẳng lên sân khấu, thấy không? Đẹp trai không? Mà người ta đi với bồ người ta nữa, thấy không? Người ta nói là đồng lòng tác biển đông cũng cạn. Trời ơi, thấy không? Làm cái tóc này đâu, tóc con sâu nó quắn quắn là trời chết anh rồi. Anh chết anh rồi anh ơi. Ôi, 12. Mày chết thiệt. Làm cái tóc cho cố mạng vô. Mày chết hiệu bồ, cứ giữ vô được con 12. Thôi không sao, qua bên đây nhận giùm em con gấu bông màu hồng về tặng cho bà xã mình nha. Rồi, chúc mừng anh trai. Rồi, anh giới thiệu giùm em là anh tên gì và anh đến từ đâu? Em tên Thanh, đến từ Bình Thạnh. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ, anh tên gì anh? Anh tên Thanh, đến từ Bình Thạnh. Tên gì? Em tên Thanh, đến từ Bình Thạnh. Anh Thanh. Em Thanh, chết chi nè. Thanh, cái đồng hồ này anh mua ở đâu? Dạ, gửi tặng cho anh 5 phân vàng. Dạ, anh đi với ai vậy? Anh đi với bạn đúng không? Bạn mà cái mắt đá đá lên vậy là biết bạn gì rồi. Thôi về tặng cho người ta đi ha. Ghét nó sẽ về ủng hộ vé cho tụi em nha. Bữa nào rảnh rảnh em qua chỉ em cách đếm chân mày nha. Dễ thương á. Con này một con lát ngồi nó về có thể đánh à. Thôi em về em đi cửa sau quý vị, em không dám đi cửa trước đâu. Dạ kính thưa quý vị, dòng loại tiếp theo số tiền là 10.000 đồng không quý vị ha. Còn ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, vòng loại này xin mời quý vị chúng ta hướng mắt vào sự khó bắt đầu. Do số gì đây con, cái gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây con, cái gì đây, mấy gì đây, yeah.
nhất đi đây. Su đi đi ăn su đi đi su đi đi ăn su đi đi lắng lặng lắng nghe tôi kêu gọi ra gọi ra cô bay. Cô bay đi đi ăn đi đi bay đi đây rồi đây. Có như đêm buồn nào. Me.
đi. Dũng tướng. Dũng tướng. Sao người dối kia bó đi từ đau không được. Con số 54, 54 chưa kể qua đã có chữ nhà may mắn trúng thưởng à. Thưa bây giờ